Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi bài giảng của PV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học rất kinh điển, đó là bài bệnh lao phổi. Mới đây vào tháng 1 năm 2024 thì Bộ Y tế đã đưa ra quyết định số 162 về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Nên bài này thầy sẽ giảng về sinh bệnh học của bệnh lao và các cái biện pháp điều trị theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Mục tiêu của bài học hôm nay là các em có thể thứ nhất là trình bày được cơ chế bệnh sinh của bệnh lao phổi. Thứ hai là các em có thể trình bày và giải thích được cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lao phổi, từ đó tập hợp thành các cái hội chứng lâm sàng. Thứ ba là các em có thể trình bày và giải thích được các cái cận lâm sàng trong bệnh lao cũng như là các cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh lao. Và cuối cùng là các em có thể trình bày được các cái phác đồ điều trị bệnh lao và cách dự phòng của bệnh lao. Bài hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm 5 phần. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về định nghĩa, về dịch tễ cũng như là các đặc điểm của vi khuẩn lao. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế bệnh sinh của bệnh lao. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về lâm sàng, về cận lâm sàng, về tiêu chuẩn chẩn đoán. Và cuối cùng là điều trị và dự phòng bệnh lao. Đầu tiên về tổng quan, bệnh lao là bệnh lây nhiễm do vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis, viết tắt là MTB gây nên. Vi khuẩn lao do nhà khoa học Robert Koch phát hiện vào năm 1882, vì vậy còn gọi là Bacillus de Koch, viết tắt là BK. Bệnh lao có thể gây tổn thương ở tất cả các bộ phận của cơ thể, trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất, chiếm 80-85%. Và đây cũng là nguồn lây chính cho những người xung quanh. Bệnh lao nó sẽ lây qua đường không khí do hít phải các cái hạt bụi nhỏ chứa vi khuẩn lao, được sinh ra khi mà người mắc lao phổi trong giai đoạn tiến triển. Khi mà những người này họ mang mầm bệnh và họ ho, khạc hoặc là hắt hơi. Về biến chứng thì bệnh lao có thể gây tử vong, nhưng nó có thể điều trị khỏi và dự phòng được. Chúng ta sẽ tổng quan một chút về dịch tễ học. Về dịch tễ học theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới gần đây nhất vào năm 2022, ước tính có khoảng 10,6 triệu người mắc bệnh lao trên toàn thế giới, trong đó có 5,8 triệu là nam giới, 3,5 triệu là phụ nữ và 1,3 triệu người là trẻ em. Số người sống chung với HIV, tức là vừa bị lao vừa bị HIV, là 6,3% trong tổng số những người bị bệnh lao. Tỷ lệ mắc bệnh lao tăng 3,9% từ năm 2020 đến năm 2022. Cái này nó có xu hướng trái ngược so với mức giảm 2% mỗi năm trong hầu hết hai thập kỷ qua. Và bệnh lao trong năm 2022 nó đã gây ra cái chết cho khoảng 1,3 triệu người. Trong đó có 167.000 người nhiễm HIV. Và 8 quốc gia chiếm phần lớn, tức là 2/3 tổng số toàn cầu, là Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo. Về điều trị bệnh lao thì các cái biện pháp điều trị bệnh lao đã cứu được khoảng 75 triệu người kể từ năm 2000 đến nay. Trên toàn cầu vào năm 2022, số người được chẩn đoán mới là 7,5 triệu người. Đây là con số cao nhất kể từ khi WHO bắt đầu theo dõi bệnh lao vào từ năm 1995. Số người được điều trị tích lũy từ năm 2018 là đến năm 2022 là 34 triệu người. Tuy nhiên thì vẫn còn khoảng 3,1 triệu người không được chẩn đoán mắc bệnh hoặc là không được báo cáo chính thức cho các quốc gia vào năm 2022. Nó đã quay trở lại mức trước đại dịch COVID-19 vào năm 2019. Vào năm 2019 thì số ca báo cáo nó giảm do đại dịch COVID-19. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về một số đặc điểm của vi khuẩn lao. Thứ nhất, vi khuẩn lao nó là vi khuẩn hiếu khí. Khi phát triển vi khuẩn thì vi khuẩn lao nó cần đủ oxy, mà đó cũng là lý do giải thích vì sao mà lao phổi là thể lao điển hình nhất, tại vì phân áp oxy tại phổi nó cao nhất và số lượng vi khuẩn nhiều nhất trong các cái hang lao có phế quản thông, và thường nó gặp ở đỉnh phổi, tại vì ở đây phân áp oxy nó cao hơn là ở dưới. Thứ hai là vi khuẩn lao nó có khả năng tồn tại lâu ở môi trường bên ngoài. Ở điều kiện tự nhiên, vi khuẩn nó có thể tồn tại từ 3 đến 4 tháng. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể bảo quản vi khuẩn trong nhiều năm. Trong đờm của bệnh nhân lao phổi với môi trường ẩm, nó có thể tồn tại sau 3 tháng. Dưới ánh nắng mặt trời thì vi khuẩn bị chết sau 1,5 giờ. Ở 42 độ C thì vi khuẩn ngừng phát triển. Và với cồn 90 độ, vi khuẩn nó sẽ tồn tại được khoảng 3 phút. Như vậy thì chúng ta có thể thấy vi khuẩn lao nó có khả năng tồn tại rất lâu ở môi trường bên ngoài. Đặc điểm thứ ba đó là vi khuẩn lao là vi khuẩn sinh sản chậm. Trong điều kiện bình thường thì trung bình nó sẽ sinh sản từ 20 đến 24 giờ trên một lần. Nhưng có khi nào nó sẽ kéo dài hàng tháng, thậm chí nó có thể nằm vùng ở những tổn thương rất lâu, và khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng có thể tái triển và bắt đầu nhân lên. Và một số các đặc điểm khác đó là vi khuẩn lao là một vi sinh vật nội bào, nó kỵ nước và nó có tính chất kháng axit, và nó có tỷ lệ đột biến kháng thuốc rất cao.